học đo độ dài. Cô chào DT. Trong buổi học hôm trước, DT đã biết về giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước để chọn thước sao cho phù hợp nhất với vật cần đo. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách đo nhiều vật khác nhau nhé. DT chào cô ạ. DT sẵn sàng học rồi đây. Đầu tiên, cô muốn đo cây bút chì này. Cây bút chì khá là ngắn nên cô sẽ chọn thước có giới hạn đo là 10cm và độ chia nhỏ nhất là 0,1cm. Cách đo được thể hiện trên hình vẽ sau đây. Nhìn hình vẽ, DT có đoán được là mình cần làm gì không? Dạ thưa cô, lúc đầu cây thước bị nghiêng, mình phải đặt nó dọc theo chiều dài của cây bút chì. Sau đó mình phải đưa vạch số 0 về một đầu của bút chì. Tại đầu kia của bút, DT nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước. Kết quả chiều dài bút chì là 7,2cm. DT giỏi quá. Nhưng với hình này thì chiều dài của bút chì là bao nhiêu nhỉ? Cô hỏi câu này dễ quá à. Vẫn là 7,2cm cô ạ. DT sai rồi nhé. Mặc dù DT thấy có lẽ là 7,2cm, nhưng trên thước không có vạch nào là 7,2cm hết. Vì đầu bút chì gần với vạch 7cm hơn là vạch 8cm, nên ta phải đọc kết quả thành 7cm. Cô ơi, DT phản đối vì như thế là không chính xác. Mặc dù không chính xác, nhưng DT đã chọn một cái thước có vạch chia thưa thớt, nên DT phải chấp nhận sai số thôi. À, DT hiểu rồi. Muốn đo chính xác, DT phải chọn thước có vạch chia dày đặc hơn. Nghĩa là thước có độ chia nhỏ nhất, càng bé càng tốt. Ở buổi học trước, cô đã nói rồi mà DT không nhớ. Đúng rồi DT. Chúng ta sẽ đo những vật khó hơn nhé. DT ơi, làm thế nào để đo được chiều dày của một tờ giấy nhỉ? Giấy mỏng lắm cô ơi, không có thước nào đo chính xác được đâu. Nhưng DT có thể gộp nhiều tờ giấy lại với nhau kia mà. À ha, DT nghĩ ra rồi. DT xếp 50 tờ giấy chồng lên nhau, rồi đo chiều dày của 50 tờ giấy đó. DT đo được kết quả là 0,5cm. Vậy mỗi tờ giấy dày 0,5 chia cho 50. À, 0,01cm. DT nhanh trí lắm. Cô sẽ gọi đó là phương pháp gộp lại rồi tách ra. Tiếp theo, cô muốn đo đường kính của cái nắp nồi. Phải làm sao đây nhỉ? Đường kính là đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn. Phải xác định tâm của nắp nồi rồi vẽ đường kính cô nhỉ? Không cần đâu DT. DT hãy vẽ cái nắp nồi lên một tờ giấy trắng, rồi cắt thành hình tròn. Sau đó, DT gấp đôi hình tròn lại và đo đường kính thôi. Hay quá cô nhỉ. Thay vì đo trực tiếp, mình có thể đo một vật khác. Phương pháp này được gọi là gì vậy cô? DT có thể gọi đó là phương pháp đo gián tiếp. Sau này, ở bộ môn toán, DT sẽ học được cách đo chiều cao của kim tự tháp bằng cái que nhỏ đấy nha. Ở đây, DT cần nhớ rằng, khi gặp khó khăn, chúng ta cần nghĩ ra nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Thôi, cô chào tạm biệt DT. DT tạm biệt cô, tạm biệt các